Mỗi một quốc gia khác nhau thì sẽ có văn hóa và tiềm năng kinh tế khác nhau. Tùy vào phong tục tập quán, lịch sử mà quan niệm về giáo dục của họ cũng đầy khác nhau. Nói về mức độ quốc gia thì có những nơi tập trung năng lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng mà lại có những nơi đầu tư quân sự nhiều hơn. Có một cái điều không thể nào phủ nhận rằng đầu tư cho giáo dục lại có một sự chênh lệch khá là lớn. Những quốc gia giàu mạnh sẽ khác xa với những quốc gia nghèo nàn. Những trường quốc tế cũng sẽ khác với những trường bình dân. Hãy cùng ta đến với sự chênh lệch về trường học ở các quốc gia trên thế giới. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nói về khuôn viên trường. Nếu mà bạn giống Taka thì có lẽ là sẽ nghĩ rằng tất cả các trường đều giống nhau. Sân bê tông dường như là phổ quát, các tòa nhà hình khối và cửa chính hiện đại dẫn vào khuôn viên trường cũng đồng nhất. Tuy vậy, sinh viên của trường Sri Pirikwan International School lại cảm thấy đầy phấn khích khi được học trong một cung điện theo đúng nghĩa đen, với những bức tường trắng và mái vò màu xanh lam trông giống như một tòa lâu đài của Disney vậy. Hơn là một khuôn viên, nó không chỉ có trong tưởng tượng. Trường nội trú này dành cho giới tinh hoa và luôn tự hào bởi sự tỉ mỉ của mình. Có các sân tennis, một hồ bơi riêng, một sân tập bắn súng và một nhà hát theo chủ đề. Ngay cả là phòng nghệ thuật của họ trông cũng giống như một cái gì đó bước ra từ bộ phim của Disney. Mức học phí không hề rẻ để sinh viên ở lại trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống nội trú nơi đây. Nó có thể tốn kém đến 778.000 rupee mỗi kỳ học. Đó thì là hơn 10.000 đô la. Nghe thì có vẻ đắt đấy, nhưng đó chỉ là con tép đậu trên mép con mèo khi so sánh với trường Les Roycer ở Geneva, Thụy Sĩ, nằm gần hồ Geneva. Đây là một trường học nội trú chỉ dành cho giới thượng lưu. Khuôn viên chính ẩn mình trong một công viên với các tòa nhà truyền thống. Các con đường dẫn đến khuôn viên trường theo hình vương miện viên ngọc. Phòng hòa nhạc mái vòm thép khổng lồ có sức chứa là 900 chỗ ngồi, hoàn toàn được bao bọc bởi cửa kính và trang trí bằng gỗ đắt tiền. Vào mùa đông thì nơi đây sẽ được biến thành một ngôi làng ấm áp cho sinh viên tham quan và sinh sống nếu như họ muốn. Bạn có thể thấy rằng trẻ em sẽ có một ngôi nhà thứ hai. Đó cũng là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đẳng cấp thế giới nữa. Quá là phê luôn đúng không nào? Vậy thì cha mẹ bạn sẽ cần tiết kiệm bao nhiêu tiền để gửi bạn đến đây? Học phí dao động từ 130 đến 150.000 franc Thụy Sĩ một người. Đó là khoảng 150.000 đô la chỉ trong vòng một năm. Đắt sắt ra miếng mà. Sau khi mà xem xét những nơi hào hoa phong nhã chỉ dành cho người có tiền, chúng ta sẽ cần phải đến một ngôi trường ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trường tiểu học này không có cửa ra vào, cửa sổ hoặc thậm chí là cả những bức tường. Ở trong cái trường này, lớp học còn thậm chí diễn ra trong một hang động có kích thước của một nhà trường máy bay ở sườn đồi. Vì tiếp cận giáo dục ở khu vực này khá là khó khăn, người dân địa phương quyết định đã biến hang động tự nhiên thành một nơi học tập cho trẻ em của những cư dân nghèo nhất của Trung Quốc. Ngôi trường được thành lập vào năm 1984 và có 8 giáo viên cùng 186 học sinh. Nhưng mà đáng buồn là nó đã bị đóng cửa vào năm 2011. Chính quyền Trung Quốc đã phát hiện ra sự tồn tại của trường và ra lệnh cho nó phải đóng cửa. Họ nói rằng ngôi trường này làm đất nước có vẻ tồi tệ và đầy lạc hậu. Trong khi những đứa trẻ học ở trong hang ít ra còn giữ được khô giáo, thì ở Bangladesh, mùa mưa có thể làm ngập đến 70% diện tích đất. Điều này có nghĩa là gạch và vữa bị mủn ra, lớp học thường kết thúc ở trong làn nước. Điều đó không ngăn cản việc học sinh đến lớp đúng giờ, ngay cả khi là nước cao ngang ngực. Một số lớp học dường như vẫn tiếp tục bình thường. Đối với một số trẻ em ở Odisha, Ấn Độ, khoảng 134 triệu người, nhiều gia đình sống trong cảnh nghèo đói. Ở Ấn Độ thì chỉ đơn giản là không thể nào cho con đi học được. Thay vào đó, các bậc cha mẹ buộc phải đưa con đi ăn xin ở những nơi đông đúc như là nhà ga xe lửa để tồn tại. Chứng kiến cảnh đau lòng này, một vài tình nguyện viên bắt đầu thiết lập các trường học miễn phí trên các ngách của sân ga xe lửa để cung cấp cho những đứa trẻ này một nền giáo dục cơ bản nhất. Hơn 12 trong số trường học này tồn tại với khoảng 700 học sinh và được dạy miễn phí. Khác xa với việc trả hàng trăm, hàng nghìn đô la để học một cách sang chảnh như cung điện hoặc nhà gỗ Thụy Sĩ. Nhưng mà ta càng nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể đồng ý. Dù học ở đâu đi chăng nữa, chúng ta đều có thể thành tài nếu mà bạn chăm chỉ. Tiếp theo, hãy cùng nói về đồ ăn. Ở một số nơi trên thế giới, trường học thậm chí còn không đáp ứng đủ điều kiện vật chất, chứ đừng nói đến việc quan tâm đến bữa ăn của học sinh. Một số tổ chức phi lợi nhuận và chương trình của chính phủ đã cố gắng giúp các em nhỏ ở những nơi này bằng việc cung cấp miễn phí các bữa ăn đơn giản gồm thịt và rau. Ngược lại, ở một số nước phát triển tiên tiến hơn, căng tin trường thay đổi thực đơn theo ngày và cung cấp khá đầy đủ chất dinh dưỡng cho học sinh. Tuy nhiên là tình trạng trẻ em béo phì tại nước này lại đang ngày một cao do khẩu phần ăn chứa quá nhiều chất gây béo. Vậy thì học sinh đang có những bữa ăn trưa như thế nào trên khắp thế giới? Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể nhất.
bữa trưa gồm cơm và món ăn truyền thống của học sinh ở một trường học miền núi thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Học sinh tại đây được nhận các suất cơm miễn phí từ chính phủ kể từ năm 2011. Trước đó các bạn nhỏ vùng sâu vùng xa của Trung Quốc chỉ được ăn rất là ít hoặc thậm chí phải nhịn đói khi đi học. Bữa ăn này của một bạn gái tại trường tiểu học Senjoku ở Tokyo, Nhật Bản là bữa ăn trưa tiêu biểu của học sinh nước này, bao gồm cơm, canh, thức ăn và đồ tráng miệng. Ở Nhật thì học sinh thường coi giờ ăn trưa là khoảng thời gian quý báu nhất để mà giao lưu với bạn bè cũng như nghỉ ngơi thư giãn. Điều đặc biệt ở các trường tiểu học Nhật Bản đó là các học sinh sẽ được phân công thay phiên nhau làm công việc tại căng tin để biết quý trọng bữa ăn trưa của mình hơn. Tổ chức Nhân đạo Thế giới là một tổ chức chuyên nhận cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo tại châu Phi, và trường học Nazareth ở Ethiopia, châu Phi thì là một trong số đó. Học sinh tại đây thường phải đi bộ từ 1 đến 2 tiếng để đến trường, và nhiều khi mục đích đi học của chúng chỉ là để được hưởng bữa ăn trưa miễn phí do gia đình thì quá nghèo, chẳng đủ ăn nữa. Học sinh trường trung học Fettet, một trường tư nhân tại Edinburgh, Scotland thì dùng bữa trưa là món fish and chip, là một món ăn truyền thống ở Anh. Đây là món ăn thường xuyên có mặt tại căng tin do trường cung cấp. Các chuyên gia chỉ ra rằng thời gian dùng để ăn trưa sẽ quyết định sự hấp thu và cân bằng dinh dưỡng ở cơ thể. Lại là một bữa ăn khác được cung cấp tại căng tin của một trường ở xứ quên. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy khoai tây và pizza là các món chính rất được ưa chuộng tại đây. Tuy nhiên các chuyên gia dinh dưỡng lại chỉ trích những khẩu phần ăn này do chúng góp phần gia tăng tỷ lệ trẻ em béo phì ở những nước phát triển. Ở Anh Quốc thì cứ 1 trong 5 trẻ em có độ tuổi từ 10 đến 11 bị mắc bệnh béo phì. Học sinh tại trường trung học ở Peru hầu hết đều tự mang cơm khi đi học. Các hộp cơm trưa sẽ được chuẩn bị cẩn thận ở nhà, đi kèm với nước uống và hoa quả tráng miệng. Địa điểm ăn trưa thường thấy là ở ngoài trời, nơi các bạn chọn bất cứ chỗ nào để ngồi xuống và ăn trưa cùng với bạn bè. Bữa ăn đơn giản thì gồm cơm và đậu cho học sinh ở trường tiểu học Hanka ở Nairobi, Kenya. Còn bữa trưa tại một trường học ở Bordeaux, Pháp bao gồm thức ăn, rau và croquette. Đây là một loại mì trông rất là giống với cơm. Về dinh dưỡng thì khá đầy đủ, thế nhưng mà những phụ huynh tại đây thì lại lo lắng về độc tố khi sử dụng đĩa nhựa. Rất nhiều người đứng ra kêu gọi trường chuyển về sử dụng đĩa sứ truyền thống để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tùy thuộc vào nền kinh tế của mỗi quốc gia, mỗi vùng mà suất cơm nội trú có những giá trị khác nhau. Mấy đô la, mấy chục đô la, thậm chí là cả 100 đô la cũng có luôn. Vốn dĩ là chúng ta chẳng cần phải đi nói quá xa về những bữa ăn nội trú của một vài quốc gia khác, mà chúng ta thể nhận ra ngay những bữa cơm của trẻ em miền núi Việt Nam. Bọn trẻ được ăn cơm miễn phí, dù bữa cơm đạm bạc có thể là chỉ có rau, trứng hay đậu phộng, nhưng mà có lẽ với chúng đây là những bữa ăn no và ngon nhất. Với cha mẹ thì đây là sự nhẹ lòng khi giảm bớt được kinh phí ăn uống. Kẻ nghèo khó túng quẫn lại thêm phần nghèo nàn lạc hậu, khiến những người dân miền núi cao càng khổ thêm khổ. Thế nhưng tưởng chừng đường đến với những con chữ thật là xa, thì bọn trẻ vẫn được đến trường học tập, dẫu còn nhiều điều chưa được phổ cập. Còn quá nhiều điều để so sánh như tiêu chuẩn đăng ký học, quyền lợi, phúc lợi các trường học. Nhưng mà Taka xin phép chỉ dừng lại hai tiêu điểm trên để các bạn có thể thấy được sự khó khăn, gian khổ của những quốc gia nghèo. Thế nhưng tinh thần hiếu học thì mãi mãi chiến thắng đói nghèo. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe Taka Wide ngay lập tức để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình.